Xin chào các bạn đã trở lại kênh của Hoàng Tuấn TV nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm về một con côn trùng nữa, đó là con giun đất. Có nơi thì gọi là con chuồn hổ hoặc là chuồn đất. Thì được theo yêu cầu của vị khán giả nhỏ tuổi bảo là chưa biết con chuồn đất với con chuồn hổ là như nào, thì hôm nay mình sẽ quay thực tế để cho vị khán giả nhỏ tuổi đó xem nhé. Đây là con chuồn đất đây này, gọi là chuồn hổ đây. Thì loại chuồn hổ này á thì rất là có ích nha các bạn. Thứ nhất là quê mình nó rất là nhiều ở vùng đất, nói chung ở vùng đất nào, nơi nào có đất thì có những chú này rất là giàu dinh dưỡng. Chuồn hổ này mang nhiều dinh dưỡng cho cây trồng ấy, nên nhà mình trên nó có trồng bơ nhiều nên là cái con chuồn hổ này rất là tốt này, chứ nó không có hại. Đó, có một số con côn trùng khác thì có hại, như con chuồn này thì rất là có lợi cho cây trồng, cho đất, làm đất xốp đất này, nhiều dinh dưỡng đất này. Đấy, và màu cho cây nó rất là có chất để hút, và nuôi cây rất là tốt. Thứ hai nữa là các động vật như là gà hay là vịt lại cũng thích ăn những cái con chuồn hổ như này, con đất như này. Đấy, có nhiều nơi, nhiều bạn ở thành phố ấy, chắc không có, nhiều khi phải ra mua ở những cái tiệm bán đó. Thì đó bán những con chuồn hổ nhỏ, đây là con này chuồn hổ to rồi. Đấy, các bạn thấy không, nó đang ngoằn nghèo đấy. Thì trên mình chủ yếu là mùa mưa rất là nhiều, còn mùa khô nắng hạn thì ít lắm. Nó nằm sâu đào thấy mùa mưa là hầu như là ở những gốc chuối, gốc cây cà phê, gốc bơ ấy. Đi làm lúc nào cũng nhiều các bạn. Cảm ơn các bạn nhé, đã luôn ủng hộ kênh nhé, một like một đăng ký về kênh động vật của Hoàng Tuấn TV nhé. Hoàng Tuấn TV cũng chúc tất cả các bạn là quý vị khán giả đang xem một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may, gặp nhiều may mắn. Thì kênh Hoàng Tuấn là chủ yếu mang đến cho quý vị các bạn gần xa là về những con côn trùng và động vật thôi. Nên Hoàng Tuấn có con gì thì quay con đó. Nên là trên nhà mình cũng quê mình những con chuồn hổ này thì mình không có giết nó nha các bạn, hầu như là để nuôi hết nha các bạn, thì nó rất là tốt cho đất đai cây trồng cần thiết nhất. Còn một số bạn thì những con này các bạn ở trên thành phố thì chắc có lẽ là mua về đi câu cá này. Mùi chuồn hổ mình hay nghe ta nói mùi chuồn hổ, giun hổ, chuồn hổ là con này đấy các bạn. Tôi cũng gần hết video rồi, mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Hoàng Tuấn TV, một like một đăng ký nhé. Chúc tất cả các bạn thật nhiều may mắn, gặp nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong clip tiếp tới về những con động vật và con côn trùng khác nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.